Đây là cuộc sống chân thật ngoài tự nhiên của Tuyun. Chó cá của Tuyun đã có một đứa bị chúng bả người hại. Giáng sanh hay không, những ngày tiếp theo phóng sanh quý vị sẽ biết. Còn bây giờ đây, những chú cá đã chết và đang bị rái cá ti ti nó bơi qua bơi lại nó dứt. Đó. Con nào chết thì bị nó ăn à. Đó. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ nha. Đổi thân thể mới tốt đẹp hơn nha quý vị, dẫu có chết rồi. Ôi ôi, bạn này còn cố gắng cầm cự được. Bạn này vẫn còn. Cuộc sống thật là ăn chúng bả phê quá hả con? Người ta quăng bả cho nó ăn vậy đó. Toàn là những Bồ Tát tốt bụng không. Họ mang được thân người nhưng tâm của họ chưa có tốt. Có thể do kiếp trước con chó đó nó lại có nghiệp chướng với họ trong vô thủy kiếp, nên kiếp này nó làm chó bị người ta hại lại cho nó ăn bả. Nó sống được thì sẽ có một bài học. Nhờ công đức phóng sanh mà. Trời ơi con ti ti. Bữa nay cá chết nhiều quá, nó ăn đã miệng luôn rồi quý vị ơi. Nó gặm một lúc ba con cá nó lên, nó đưa cho em. Thôi không có ăn đâu, tôi không có ăn cá, khỏi mời, ghê quá. Không, tôi không có ăn, tôi ăn chay. Người quen mời tôi thì tôi mới ăn mặn. Còn cậu mời tôi ăn cá, ghê quá. Em không ăn, nó đem đi rồi đó. Dạ, đặc tính của rái cá là nó rất là thương cha, thương mẹ, thương anh chị em của nó. Nó có đồ ăn ngon á là nó sẽ ăn đã miệng nó rồi nó sẽ đưa cho mình. Đó, bây giờ nó ngậm một lúc ba con cá, em không ăn á thì nó đem đi. Nó làm cái gì ra đó đó quý vị thấy không? Cho nó đi chơi gì đi. Nó ăn cá sống gì cũng đỡ. Nó mà ăn được mấy đồ ăn của chó rồi nha, đồ ăn của người rồi đó, người ta quăng bả cho nó ăn là chết như mấy con chó luôn. Con kia nó đuối lắm rồi. Nè nó vô đây nó nằm nè. Nó nằm mà nó bất động. Lâu lâu nó đào, nó la lên. Thích đi phóng sanh nha, dù bệnh nha, vẫn không bỏ cuộc nha. Hiện thân của Bồ Tát mà mang thân chó đó chứ không phải thân người. Cuộc sống vất vả quá ta. Thôi đi tìm anh kia.